Cắt ngang đường đại tướng Nguyễn Văn Giáp. Vâng. Đấy cái đường anh em mình đi là đường giá trái là đại tướng Nguyễn Văn Giáp, đường Võ Nguyên Giáp. Đường nó cắm cái đền Trần này. Từ tỉnh ủy cắm sang đấy. Đường này nó mở bao tiền. Sợ. Vậy đường 52. Đặt tên vậy anh. Cái đường mới. Vâng, đường mới mới mở. Nhớ ngày xưa đi khu Mỹ Lộc nhớ rồi cái hồi học sinh là đi ra đây trồng khoai tây và toàn là ruộng không rồi đi để học với cái trồng cây giúp bà con ấy, trồng khoai tây các bạn học sinh ấy trồng chắc gì đó mà không ra được. Cái này khu đô thị nó đang săn lấp, xong nó lại đang dừng. Đất toàn đất chùa mà, cứ đợi ông nội làm là chưa xong rồi hết nhiệm kỳ ông khác lại lên. Đất nó sầm nó chiếm dã man luôn Sài Gòn, nhưng mà Đà Nẵng nó thay đổi tốt thật. Vâng. Đi vào đây thành nó thay đổi quy hoạch tốt đấy. Còn quy hoạch ác nhỉ. Quy hoạch công nhận cái Đà Nẵng nó ngày xưa thì cái thời đi vào cùng với ông hồi giải phóng miền Nam đấy thì đã thấy nó vẫn lôm nhôm chứ có gì đâu không nhỉ. Nó quy hoạch một thôi. Nó quy hoạch một nhưng bỏ túi 100. Không biết nhưng mà nó làm bây giờ đẹp lắm. Còn Đà Nẵng làm tốt. Anh bảo nó ăn như thế nó giàu đầu tư nhiều. Con ở nhà bác Hồng ấy nó cũng xây dựng nhà cửa riêng đã ở đẹp lắm. Ngày xưa mua cái nhà vét tí là bán chắc bán rồi. Cái nhà đấy bán rồi, nó đền bù để nó giải tỏa một chỗ đấy. Đà Nẵng nó giải tỏa. Thái có bị nóng không? Đấy, tới đây xanh đòi giá phải em. Không ở đây nó lợi anh ạ, Hà Nội không được như vậy, Hà Nội để đậu nó phạt chết. Để đậu dẹp bên kia để cho đường ra đi. Nam Định này lỗ lung tung. Tiến lên tí nữa. Chẳng vấn đề. Đi thử cái đường này xem. Ra đến 10 ở dưới mặt đất nó lại chỉ đi ghê quá. Nó chỉ ngược lại. Ngược lại đi này, đánh tí dã lên. Không, cái mũi tên ở dưới mặt đất nó đất chính đó. Nó không vẽ ra cái đường đi mà nó vẽ đường. Sao thằng kia nó đi sang kia nhỉ? Cái đường này 2 chiều mà anh, cái đường này nó cùng chiều, anh muốn đi đường nào đi mà. Đi bên kia được, đi bên này cũng được mà. Đây anh rẽ vào đây. Đây à? Anh đi thẳng kia là đến đi đâu? Thẳng là lên đường 10, lên đường Trần. Vâng, ra đường 10. Đây là đi vào Công Trung à? Không, Công Trung đâu. Cái này đi ra đường Hưng Yên đây mình đấy. Đường Hưng Yên. Đường Hưng Yên đấy. Hưng Yên là đường gì? Đường Yên, đường anh em mình vừa đi lúc nãy đấy. Đường này mới mở mà anh.
Phước. Phước nghe nhạc sĩ nó mới đặt tên mới mở. Đang đến 10 anh ạ. Bệnh viện đa khoa tỉnh. Để hoang mà máy bay nó xây bệnh viện mà có sân bay. Đúng rồi. Trực thăng đậu được. Đúng rồi. Không, không được. Nó đưa mà. Đúng rồi, mốc nó đưa để mốc. Rộng lắm. Rộng. Nói cho đèn trần được 10 em. Thế đi đường nhìn thấy mà. Không có vốn nữa. Ông đi thằng ông làm đấy. Thế sau nó nghỉ xong thôi. Đi đâu đây? Anh chạy thẳng luôn. Đấy, đường Võ Nguyên Giáp cắt ngang này này, Tòa Tướng này. Đấy, đường Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đấy. Đấy, Võ Nguyên Giáp cắt ra, cắm ra đường đúng đèn trần luôn. Các ông là đón các bố ở trên Trung ương về. Đấy, xong ra đây vào tỉnh ủy. Các ông mở đường như vậy. Bao tiền của. Đấy, mở cái đường đấy. Đấy, đường Võ Nguyên Giáp đấy. Ba làn đường đấy. Đấy, cây quan thành phố. Đấy, ba làn đường đấy. Gọi đường 52 mà đường này thế tao đi bây giờ nó mở nhiều đường lắm anh ạ. Đi đâu đây? Anh kia thẳng, chạy thẳng luôn. Lần nào cũng về nhà mình mà. Chạy thẳng nhé là vâng, phải. Chạy thẳng anh ạ. Chạy thẳng ra Trường Chinh. Xong rồi về Giải Phóng kéo dài. Đi đâu nó cũng về được đấy.